Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rộn ràng đầu năm, Hoa Kỳ điều tàu sân bay đến gần mặt tàu 12.000 tấn của Trung Quốc. Việt Nam nằm im quan sát. Các bạn thân mến, trong vài tiếng đồng hồ, dưới bầu trời xám xịt, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng gầm rú bay lên, đáp xuống bãi đáp của tàu sân bay Nimitz trong một cuộc biểu dương sức mạnh quân sự từ Hoa Kỳ tại một trong những vùng biển tranh chấp gay gắt nhất thế giới, đó chính là Biển Đông. Máy bay trực thăng MH-60 Seahawk và máy bay phản lực FA-18 Hornet với các bí danh như Fuji Bear, Pitchwick và Punggu phát ra những tiếng rú chói tai khi hạ cánh trong mưa phùn xuống Nimitz. Chiếc tàu sân bay dẫn đầu một nhóm tàu tiến vào Biển Đông hai tuần trước. Chỉ huy của nhóm, chuẩn đô đốc Christopher Sinney, cho biết chuyến đi là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì quyền tự do đi lại trong vùng biển và vùng trời của một khu vực quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Chúng tôi sẽ ra khơi, bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà tiêu chuẩn quy định quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách an toàn và chúng tôi sẽ kiên quyết về điều đó, chuẩn đô đốc Sweeney nói với Reuters hôm vừa qua. Thật ra là di chuyển và vận hành dĩ nhiên với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi trong khu vực và đảm bảo với họ về thương mại tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi vận chuyển khoảng 3,4 nghìn tỷ đô la thương mại hàng năm, đã được các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc hoan nghênh. Nhưng điều đó tiếp tục chọc giận đối thủ Trung Quốc, vốn coi các cuộc diễn tập này là hành động khiêu khích trong sân sau của họ. Động thái mới nhất của Hoa Kỳ được thực hiện ngay sau khi phía Trung Quốc đã điều tàu cảnh sát biển 12.000 tấn xuống Biển Đông. Báo giới Trung Quốc hôm vừa qua cũng rầm rộ đưa tin. Trang news.qq.com cho biết, quân sự điều tàu 12.000 tấn xuống Biển Đông và động thái đáp trả từ phía Hoa Kỳ. Tờ này cho hay gần đây, một quốc gia khác ở Biển Đông lại gây ra những xáo trộn mới, nhưng lần này không phải là Philippines mà chính là Indonesia. Mới đây, Tư lệnh Hải quân Indonesia đã tuyên bố điều tàu chiến và máy bay không người lái theo dõi các tàu tuần duyên của Trung Quốc. Cuộc đấu tranh đằng sau vụ việc này không đơn giản và nguồn gốc của nó bắt đầu từ một kế hoạch được Indonesia công bố vào cuối năm ngoái. Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo tuyên bố Indonesia và Việt Nam đã giải quyết thành công đàm phán về vấn đề biên giới vùng đặc quyền kinh tế. Indonesia sau đó khởi động cái gọi là dự án phát triển dầu mỏ dầu khí đầu tiên ở Biển Đông. Cơ quan quản lý dầu khí Indonesia đã xác nhận thông tin này và hứa sẽ đầu tư 3,07 tỷ đô để phát triển mỏ dầu khí mang tên Tuna, dự kiến đạt công suất 115.000 feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày vào năm 2027 và mỏ dầu khí này nằm trong đường chín đoạn ở Biển Đông, gần biên giới giữa Indonesia và Việt Nam. Vào năm 2021, các tàu của Trung Quốc về Indonesia đã theo dõi nhau trong nhiều tháng. Gần các giàn khoan dầu đang tiến hành đánh giá giếng trong khu vực nằm trong đường chín đoạn ở Biển Đông khi Trung Quốc kêu gọi Indonesia dừng lại. Bây giờ có vẻ như cảnh báo không có hiệu lực, báo Trung Quốc nói. Thêm vào sự khiêu khích, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Dầu khí Indonesia đe dọa rằng hoạt động phát triển tài nguyên ở nhiều nơi trên Biển Đông có tác động điển hình đối với Malaysia, Việt Nam, Brunei, Philippines và Indonesia. Đây là một trong những điểm nóng địa chính trị trên thế giới. Hải quân Indonesia phải tham gia đảm bảo an ninh cho các hoạt động liên quan và tuyên bố chủ quyền của Indonesia về kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, kể từ khi Indonesia công bố kế hoạch, Hải quân Indonesia đã cáo buộc tàu cảnh sát biển 12.000 tấn mang số hiệu 5901 của Trung Quốc đi vào vùng biển liên quan, đặc biệt là gần mỏ khí tự nhiên cá ngừ và mỏ dầu khí chim sáo của Việt Nam. Hải quân Indonesia đã cử tàu chiến máy bay không người lái giám sát. Sĩ quan tham mưu Hải quân Indonesia ông Ali cho biết, dù tàu không có hành động khả nghi, nhưng chúng tôi vẫn phải giám sát, báo Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Hoa Kỳ cũng đã đến rất nhanh. Gần đây, Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo rằng nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz đã được triển khai vào Biển Đông để thực hiện các hoạt động. Theo Tổ chức Tư vấn Nhận thức Tình hình Chiến lược Biển Đông, nhóm tấn công tàu sân bay Nimitz đang hoạt động ở Biển Đông, cách đảo Hoàng Nham khoảng 200 km về phía Tây Bắc vào ngày hôm đó. Quân đội Mỹ cũng đã xác nhận Trung Quốc cử hai tàu chiến theo dõi và giám sát.
Trên thực tế, khi nghe tin tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông, nhiều người đã cảm thấy bình tĩnh, phản đối thế nào họ cũng sẽ đến. Lấy tàu sân bay Mỹ làm đối tượng tập trận thì tốt. Khoan, đây là sự tự tin do tên lửa chống hạm của chúng ta mang lại. Về vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua tham vấn giữa các nước liên quan, không thể để thế lực bên ngoài can thiệp. Điều này đã được chính phủ mới của Marcos ở Philippines nhìn thấy. Rõ ràng, cách đây không lâu đã thẳng thừng tuyên bố Hoa Kỳ không phải là bên liên quan trực tiếp và phải được các nước có liên quan đàm phán thì can thiệp của Hoa Kỳ vào Biển Đông sẽ không thành công. Những lời này là rất chí lý, Nam Dương tốt nhất nên nghe theo. Báo Trung Quốc kết thúc đầy mạnh mẽ, còn đối với Việt Nam thì hiện tại chúng ta vẫn im lặng. Nhưng trên bản đồ hải trình mới nhất của tàu CCG-5901, 12.000 tấn của Trung Quốc, phía xa xa chúng ta có thể thấy một tàu cảnh sát biển mang số hiệu 8005 của Việt Nam vẫn nằm im quan sát, bám sát từng ly từng tí. Hiện tại, tàu Trung Quốc đang ở khu vực phía Malaysia của đường phân định thềm lục địa giữa Indonesia và Malaysia, trong khu vực mà Việt Nam và Malaysia đệ trình chung lên Liên Hợp Quốc. Và thềm lục địa kéo dài ước chừng cách bãi tư chính khoảng 90 hải lý, gần 145 km. Việt Nam dùng tàu cảnh sát biển 8005 để theo dõi tàu Trung Quốc vì đây là con tàu hiện đại bậc nhất do công nghiệp quốc phòng Việt Nam thi công đóng mới. Tuy không thể so sánh với độ lớn của tàu Trung Quốc, nhưng với chiều dài 90m, rộng 14m, độ cao mạn 7m, lượng giãn nước 2.400 tấn, tốc độ 21 hải lý một giờ, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm. Tầm hoạt động 4.000 hải lý, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12. Trên tàu có sân đỗ cho máy bay trực thăng cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, thì tàu cảnh sát biển 8005 gắn đủ sức bám đuôi và theo dõi mọi hành động của tàu Trung Quốc trong nhiều ngày liền trên biển. Trung Quốc trong năm 2022 tiếp tục khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình đối với vùng biển Đông rộng lớn bằng những hành động ngày càng mang tính cưỡng ép và hăm dọa. Điều này có thể gây ra bất lợi cho Bắc Kinh và các nước láng giềng đang tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Washington để làm đối trọng. Theo nhận định của giới quan sát Biển Đông, nơi chứa lượng hải sản, khoáng sản phong phú và là thủy lộ quan trọng cho thương mại toàn cầu. Trong những năm gần đây, đã chứng kiến căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Trung Quốc từ chối công nhận chủ quyền của 5 nước kia đối với một phần hoặc cả vùng biển và bác bỏ các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền lịch sử rộng lớn của nước này vào năm 2016, theo Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc. Bất chấp những lời lẽ về việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, Trung Quốc dường như không thể thay đổi hướng đi ở Biển Đông. Họ tiếp tục dựa vào sự cưỡng ép và bắt nạt để thúc đẩy các yêu sách của mình theo một cách liên tục và thúc đẩy các bên đòi chủ quyền ở Đông Nam Á, tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, với nhau và với bên ngoài khu vực khác. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì Trung Quốc mong muốn. Một trong những nước có tranh chấp chủ quyền đôi khi căng thẳng với Trung Quốc trong những năm gần đây đang thúc đẩy quan hệ với nhiều quốc gia khác ngoài khu vực tranh chấp, bao gồm cả Mỹ, các nước Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ. Tất cả các nước từng lên tiếng ủng hộ một vùng biển Đông tự do và rộng mở, cũng như bày tỏ lo ngại về những hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á đều mong muốn thực sự vấn đề Biển Đông không chỉ còn là vấn đề của riêng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, mà nó là vấn đề của thế giới, bởi vì Biển Đông đóng một vai trò quan trọng trên toàn cầu. Việt Nam sẽ tham gia tập trận Hải quân ASEAN vào tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, Hải quân Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận đa phương với các quốc gia Đông Nam Á khác do Philippines đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm nay, nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân trong khu vực giữa lúc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Trung tá Benjo Nigraza, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, vừa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cuộc tập trận hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 2, AMNEC 2, dự kiến vào quý 2 năm nay. Truyền thông Philippines loan tin, một kế hoạch huấn luyện cơ bản sẽ được định hướng việc tổ chức cuộc tập trận hải quân này nhằm nâng cao khả năng tương tác và thực hiện liền mạch giữa các lực lượng hải quân ASEAN như đã được vạch ra tại hội nghị bởi đại diện hải quân của các nước thành viên ASEAN như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, ông Negraza nói. Nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Hải quân Philippines nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ASEAN hòa bình và ổn định.
Thông tấn xã Philippines NPA dẫn lời ông Negraza cho biết thêm. Một đơn vị của Hải quân Philippines cho biết trên Facebook hôm vừa qua rằng lực lượng sẵn sàng trên biển của hạm đội Philippines FMAF chủ trì hội nghị lập kế hoạch cuối cùng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 liên quan đến cuộc tập trận Hải quân ASEAN AMNEC sắp tới được lên kế hoạch vào quý 2 năm nay. Trong đó, FMAF được chỉ định làm trụ sở Tổng cục Tập trận EDS. Hội nghị trên đã chốt lịch trình và nội dung cuộc diễn tập Hải quân AMNEC 2 nhằm tăng cường hợp tác và sẵn sàng xử lý các vấn đề trên biển, trang này cho biết thêm. Cổng thông tin của Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận AMNEC 2 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. VOA đã liên lạc Bộ Quốc phòng Việt Nam và đề nghị xác nhận việc tham gia cuộc tập trận này nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam chưa loan tin về cuộc tập trận này. Như vậy, tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN ngoại trừ Myanmar dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận đa phương này. Cùng với Philippines, Malaysia, Việt Nam và Brunei nằm trong số các quốc gia ven biển vướng vào tranh chấp hàng hải kéo dài hàng thập kỷ với Trung Quốc ở Biển Đông. Các tranh chấp này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự và liên tục cưỡng ép các quốc gia khác trong khu vực. Được biết, sáng kiến về cuộc tập trận AMNEC đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan đệ trình trong Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN ANCM lần thứ 8 vào năm 2014. Cuộc tập trận AMNEC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 tại Thái Lan dựa trên 3 trụ cột chính: khả năng tương tác, khả năng đáp ứng và sự sẵn sàng chiến đấu để giải quyết các mối quan ngại hàng hải chung trong khu vực. Tại AMNEC lần đầu tiên, Tổ tham mưu tác chiến trên tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã tham gia tập trận về kế hoạch đi biển và tiến hành tập trận mô phỏng ở Pattaya, Thái Lan, cùng các hoạt động khác như vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển, tiếp vận trên biển và trên không, thông tin liên lạc Hải quân. Trang thông tin quân khu 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi đó nói rằng mục đích của cuộc tập trận này là góp phần củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!